Chào mừng các weeaboo chúa, các thánh xem chùa cùng toàn thể trai xinh gái đẹp đã đến với Ka Din Anime. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục các tập mới nhất 3 và 4 của series Chuyển sinh thành đệ thất hoàng tử. Tôi quyết định trau dồi ma thuật. Nếu bạn nào chưa xem hoặc có nhu cầu xem lại các tập trước thì đường dẫn mình để trong phần mô tả nhé. Cảnh báo, video tóm tắt sẽ tiết lộ hết nội dung của phim gốc nên các bạn hãy cân nhắc trước khi xem. Trong hầm ngục tối tăm, tên Lích cười rất nham hiểm khi thấy hai con mồi thơm ngon. Giờ thì chỉ còn một thôi, cô nàng Ta-o đẩy Lloyd một cái vô cùng mạnh. Đen lắm thì Lloyd bị gãy vài cái xương nhưng vẫn tốt hơn là đang xuất khỏi server. Trò đùa của số phận, tại sao trong hầm ngục hạng thấp lại có trùm cuối hạng A? Cách phòng boss khoảng 1 cây số, hai tiểu quái đang kiếm ăn thì nghe thấy âm thanh lạ. Ê mày, kia là ánh sáng của đảng à? Không, đấy là ánh sáng của thiên đường. Hai cháu quái vật bị Lloyd đang trên đường bay cán qua xẹp lép như con tép luôn. Có biến, Grimm muốn chủ nhân về ngay lập tức, nó sắp không xong rồi. Một bên là đàn em của mình, một bên là gái, Lloyd phân vân không biết chọn ai. Trong lúc Lloyd phân vân thì cô nàng Ta-o sắp cút đến nơi rồi, thương tích đẩy mình. Thật không ngờ tên Lích này lại có thể nói chuyện, hắn biết sức mạnh Ta-o dùng. Trước đây hắn từng gặp rồi, khí công chỉ là phiên bản kém hơn của phép thuật. Hắn ăn tất cả linh hồn mạo hiểm giả nằm xuống ở đây và kế thừa tri thức của họ. Tên Lích cảm nhận được linh hồn của Lloyd rất ngon, hắn muốn ăn nó. Còn linh hồn của cô nàng Ta-o có cho vàng bạc đá quý hắn cũng không ăn. Mặc dù đều đi tìm kiến thức nhưng Lloyd và tên Lích lại khác nhau một trời một vực. Khí công trong mắt tên Lích là rác rưởi, vậy mà trong mắt Lloyd lại quý hơn vàng. Ban đầu Ta-o đã thích Lloyd vì cậu đẹp trai rồi, sau khi biết Lloyd có niềm đam mê với khí công thì cô nàng còn thích hơn nữa. Tiếp theo đây, Ta-o sẽ chứng minh tại sao Lloyd lại đam mê với khí công. Từ lúc 5 tuổi Ta-o đã luyện khí công đều đặn hàng ngày, đôi khi quên cả ăn. Thậm chí còn ngáo cả người, cóc cần bạn trai luôn, dám coi thường khí công này. Chiêu Kamehameha vừa rồi đã rút sạch toàn bộ khí trong cơ thể Ta-o. Thành quả luyện tập từ nhỏ của cô nàng chỉ phá được một lớp kết giới của tên Lích. Trò chơi đến đây là kết thúc, Ta-o bị tên Lích nghiền thành bột. Quả thật Ta-o đã hết tiền net nhưng thân là chủ tiệm net Lloyd vẫn chưa chơi mà. Thiên đường mở lối không ai đến, địa ngục cài then lại lấn vào, tên Lích đang tính đi tìm Lloyd. Ta-o không hiểu tại sao Lloyd thoát ra rồi còn quay trở lại làm gì không biết. Trở lại tất nhiên là để hành gà rồi, ai bảo con gà này dám gáy khét. Lloyd chưa tấn công vội, cậu tính pha trộn khí công và ma lực lại với nhau. Chớp lấy thời cơ, tên Lích tung đại chiêu, tuy nhiên không xuyên qua nổi kết giới của Lloyd. Nhớ lại lúc trước Ta-o nói rằng khi luyện khí pháp cần phải tập trung tuyệt đối. Trong hoàn cảnh bị tấn công liên tục như này mà Lloyd vẫn tập trung được đúng là đỉnh. Lloyd dồn khí vào phổi để đẩy nhanh tiến độ, cậu đã dùng câu thần chú tốc hành. Bên ngoài kết giới thấy Lloyd không có dấu hiệu phản kháng, tên Lích tấn công nhiều hơn. Do kết giới cản trở quá trình hô hấp nên Lloyd đã tạm thời gỡ bỏ nó. Lúc này tên Lích rất khoái chí bởi vì hắn nghĩ kết giới của Lloyd là do mình phá. Đã đến lúc kết thúc cuộc chơi, tên Lích tung đòn sát thủ kết liễu đối phương. Thân thủ của Lloyd đỉnh quá, hiện tại cậu dùng hoàn toàn là khí công. Chuyển qua bước tiếp theo thôi, đó là trộn lẫn khí và ma lực lại với nhau. Tự sáng tạo ra một loại sức mạnh mới, Lloyd sướng run người, cậu cười khoái chí. Nãy giờ ở bên phe thụ hơi bị lâu rồi đấy, đã đến lúc Lloyd sang phe công. Lloyd của ngày thường nhìn rất 3D nhưng một khi đánh nhau là cậu khác hoàn toàn. Thứ Lloyd dùng là khí công nên cậu có thể thoải mái tung đòn không cần niệm phép. Mỏng hơn nữa, sắc hơn nữa, thứ Lloyd truy cầu là một đòn tấn công hoàn hảo. Tên Lích bị Lloyd cắt đôi, nỗi sầu đến bây giờ hắn vẫn không tin đây là sự thật. Không thể chấp nhận được đánh xong boss hạng A mà phần thưởng chỉ là con dao dỉ sét. Ta-o không thích nhưng Lloyd lại rất thích vì con dao có chứa ma lực gì đó. Sau khi lấy kho báu thì dương báu sẽ biến mất cùng với sự sụp đổ của hầm ngục. Chạy đâu con sâu, Lloyd chơi lớn, cậu giữ cái dương lại không cho nó lặn xuống. Thế giới này thật thần kỳ, hầm ngục tự sinh ra và cũng tự biết cách biến mất. Lloyd là một pháp sư giỏi, Ta-o thắc mắc tại sao cậu lại chiến đấu bằng khí công. Đơn giản chỉ là Lloyd cảm thấy thú vị thôi chứ nó méo liên quan gì đến Ta-o. Luyện tập khí pháp từ nhỏ mà không bằng một góc của Lloyd, người vừa mới vào ngành. Ta-o tự nhủ bản thân phải cố gắng mài giũa hơn nữa để có thể đứng cạnh Lloyd. Mải tương tư quá mà Ta-o quên mất mình vẫn chưa xin số điện thoại của Lloyd. Lý do Lloyd vội vàng trở về là vì lúc nãy Grimm nhìn có vẻ khá toang. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, Grimm chẳng còn một chút sức sống nào. Thấy cậu chủ phong độ bị xuống dốc nên Sinpha đã mở một khóa học ma quỷ. Tất cả là tại con dao tàn này, nếu không vì nó Lloyd đã về sớm hơn rồi. Con dao mặc dù tàn nhưng không phế, Lloyd thành công chiết xuất dịch tủy phép thuật. Đó là một chất lỏng đóng vai trò như xúc tác dùng để vết bùa chú lên vũ khí. Cho tất cả bùa chú thu được vào một cái bình, Lloyd bắt đầu lắc lên lắc xuống. Dịch tủy vô cùng đắt đỏ, đã vậy việc khảm vào vũ khí cũng không phải là dễ. Lloyd sử dụng phép thuật phân tích và đã thành công tìm ra nguyên liệu chế tạo dịch tủy. Dầu và bạc đều dễ tìm, khó nhất là lõi của quái vật, Lloyd có hẳn lõi hầm ngục. Nhà Lloyd không có gì ngoài điều kiện cậu tới xin vua cha một túi bạc lớn. Bạc đã gom đủ, Lloyd liền tới căn cứ bí mật nghiên cứu dịch tủy phép thuật. Ngày nào cũng vậy, cứ đúng cái khung giờ này là Lloyd phải luyện kiếm với Sinpha. Cậu luôn thay đổi phong cách chiến đấu của mình nhưng cái kết vẫn là thất bại toàn tập. Lloyd có giao kèo với Sinpha từ trước, nếu cậu thắng một chiêu thì sẽ nhận được dầu. Tuy Lloyd thua kèo nhưng không thảm hại như hôm qua nên Sinpha vẫn cho cậu dầu. 10 tuổi đã có kiếm thuật và phép thuật, Sinpha tin rằng mai sau Lloyd sẽ tỏa sáng. Grimm đứng ngoài chứng kiến tất cả, nó không ngờ chủ nhân bị đánh bại dễ đến vậy. Tính ra còn sống sau khi đấu kiếm với Sinpha là chuyện may mắn nhất đời nó. Dịch tủy phép thuật đã được điều chế thành công, Lloyd sắp phát tài đến nơi rồi. Bạc xin cha giàu thì xin hầu gái, bây giờ còn vũ khí Lloyd đi xin nốt anh trai. Sinh ra ở vạch đích sướng thật, theo đuổi đam mê không cần phải lo nghĩ gì cả. Tiện lợi ghê, Lloyd sử dụng hình nhân làm phụ tá giúp chạy việc vặt. Quá ghê gớm, Lloyd khảm phép tăng gấp 3 sức mạnh còn chèn thêm gia tăng đàn hồi. Sai một ly đi tỷ dặm, thỉnh thoảng phải thất bại để đỡ bị bảo là búp bẩn. Thất bại là mẹ của thành công, còn bố của nó là ai thì chúng ta không biết. Sau 4749 lần thử, Lloyd đã cho ra lò những thanh kiếm huyền thoại. Đừng có đùa với nhà chùa, tổng 120 Lloyd thành công khảm phép 50 thanh. Thật ra là 80 thanh nhưng vì tham lam muốn cường hóa thêm nên tạch 30 thanh. Một đứa trẻ 10 tuổi thì làm được cái gì chứ, chắc chắn là lừa đảo. Mấy tên lính đoán sau khi làm hỏng 70 thanh kiếm hoàng tử rén ngang rồi từ bỏ. Lính thì làm gì có mắt nhìn người, Anbeck cảm thấy thằng em không hề đơn giản. Cơ hội thử kiếm đến rồi đây, Anbeck chuyển lời phụ hoàng muốn Lloyd cùng đi săn quái. Trong cuộc sống chỉ có làm mới có ăn, đến cờ hó còn phải đi bán báo. Tuy nhiên nó chỉ áp dụng với người bình thường thôi, Lloyd sinh ra đã ở vạch đích rồi. Cánh đồng lúa chín vàng bao la bát ngát, đây là thành quả của việc lao động chăm chỉ. Ngày hôm nay được sự cho phép của vua cha, Lloyd cùng mọi người đi săn quái vật. Chẳng mấy khi được ra vùng ngoại ô nên tâm trạng của Lloyd hiện tại rất vui. Đặc biệt, cậu cũng tò mò về sức mạnh của vũ khí sau khi khảm phép. Thấy Sinpha rất để ý thằng em, Anbeck liền nói cô có tình cảm với nó. Đùa tí thôi làm gì mà căng vậy em dâu, cất kiếm đi, có gì từ từ nói chuyện. Ai ngu đâu mà đi chém anh chồng, phía trước có khách không mời mà đến kia kìa. Từ khi học thành công khí pháp, Lloyd đã có thêm kỹ năng mới, đó là cảm nhận. Về cơ bản cậu đã biết trước việc bị bao vây, chỉ là không tiện nói ra mà thôi. Anh em xông lên, nam thì giết nữ thì ba chấm, khoan có gì đó sai sai. Các binh sĩ méo hiểu kiểu gì, bọn quái tự lao đầu vào lưỡi kiếm rồi thành hai mảnh. Anbeck tự hào về thằng em, nếu Lloyd là số 2 thì không ai xứng đáng số 1. Ở đâu có giai đẹp ở đó có gái xinh, cô nàng Ta-o bất ngờ xuất hiện. Lloyd lỡ miệng gọi tên Ta-o, sau đó cậu liền vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ta-o cảm thấy Lloyd rất giống người quen của mình, từ khí pháp tới khuôn mặt khác mỗi độ tuổi. Nguy hiểm đã qua, giờ có thể chim cút được rồi. Sinpha nổi cơn ghen. Bình tĩnh lại hai gái ơi, dọa thằng cu em nó tiểu ra quần rồi kìa. Mê trai đầu thai không hết, cứ gặp trai đẹp là Ta-o lại xảy ra phản ứng hóa học. Mặc dù Anbeck cũng đẹp trai nhưng Ta-o cảm thấy vẫn thiếu cái gì đó. Có vẻ như từ sau hôm đó tiêu chuẩn về trai đẹp của Ta-o đã được nâng cấp. Lloyd không ngờ Ta-o lại mẫn cảm với khí pháp như vậy, cậu quyết định trốn trong lều. Cái méo gì đang xảy ra thế này, tại sao Sinpha lại thay đồ ở đây? Hiện tại người bảo vệ Lloyd chỉ có mình Sinpha nên cô quyết định ngủ chung với cậu. Lý do lý chấu thật ra là Sinpha không muốn Lloyd bị người con gái khác tiếp cận. Ôi đàn bà là những niềm đau, Lloyd cảm thấy ở đây còn gò bó hơn ở nhà. Con gái đánh nhau kiểu gì cũng rách đồ, đám binh sĩ đứng ngoài cổ vũ rất nhiệt tình. Mấy anh dai ăn gì mà khôn thế, khôn như mấy anh giờ lên bàn nhậu hết rồi. Ngày hôm nay Ta-o xuất hiện ở đây không phải là ngẫu nhiên, cô nàng có nhiệm vụ. Đợi đến sáng rồi làm cho an toàn, Anbeck đề nghị Ta-o ở lại qua đêm. Mọi người đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì quái vật xuất hiện, một con sói. Đây chính là Lang Hùng, loài quái vật nguy hiểm nổi danh tàn bạo khát máu. Lloyd không ngờ một con quái có kích thước to lớn lại di chuyển khá là linh hoạt. Tuy nhiên trình độ của con sói vẫn hơi non, chưa đủ sức uy hiếp đến mọi người. Anbeck sử dụng kiếm phép đã được cường hóa để thi triển ma pháp đại hỏa cầu. Đỉnh của chóp, Anbeck hun khói con Lang Hùng bằng đúng một kỹ năng duy nhất. Anbeck từ chối những lời tán dương từ mọi người bởi vì Lloyd mới là đỉnh nhất. Có biến, Grimm nói với Lloyd rằng ngôi đền trên núi đang phong ấn quỷ. Ô mai chuối, con Lang Hùng vừa bị giết đã sống lại và lợi hại hơn xưa. Ghê vãi ỏ, từ trong miệng con sói chui ra một con quỷ tự xưng là Pazuzu. Con quỷ này điều khiển một bầy quái vật xác sống tấn công nhóm người nhị hoàng tử. Bọn quái vật thật sự quá mạnh, chúng có khả năng tự chữa lành siêu tốc. Tất cả những năng lực bá đạo lũ quái sở hữu đều là do con quỷ ban cho. Nói chính xác hơn là con quỷ Pazuzu đã thay đổi tính chất của bọn Lang Hùng. Thông qua sợi dây điều khiển, sức mạnh và khả năng phục hồi sẽ được gia tăng. Thay đổi tính chất nghe có vẻ rất ghê gớm, Lloyd muốn hiểu về nó sâu hơn. Lloyd tin rằng mọi người sẽ cầm cự được thêm một lúc nữa nên Grimm cứ thong thả mà giải thích thay đổi tính chất là gì. Thấy Lloyd ngồi co ro trong góc, con quỷ liền cười khoái chí, thật là yếu đuối. Con quỷ liên tục xúc phạm Lloyd, việc này đã chạm đến giới hạn của Sinpha. Thấy Sinpha di chuyển con quỷ cho rằng cô bỏ mặc thằng nhãi kia để chạy trốn. nhân loại đúng là giống loài sẵn sàng bỏ rơi gia đình vì lợi ích của bản thân. Sinpha phản đam gia đình theo ý của ngươi là cái túi rác ngươi đang nằm trong đó hả? Thật là bốc mùi, cái túi không hôi lắm, mùi hôi phát ra từ rác bên trong. Kẻ làm ô nhiễm bầu không khí trong lành của hoàng tử Lloyd, tội đáng muôn chết. Chém bao nhiêu thì bầy lang hùng hồi phục bấy nhiêu, miễn là con quỷ còn truyền ma lực. Loài quỷ có nguồn ma lực vô tận, dùng mãi éo hết, sợ rồi đúng không? Sinpha run, không phải vì cô sợ con quỷ mà là do mồm của nó hôi quá. Vãi ỏ, con quỷ mới chớp mắt một cái, bốn chân cờ hó đã bị chặt rồi. Không sao, chỉ cần có ma lực thì việc mọc lại bốn cái chân là đơn giản. Con quỷ tập trung ma lực vào con sói nó trốn nên đám còn lại yếu đi rất nhiều. Sinpha mới đi một đường quyền thôi mà đã khốn đốn rồi, thật vô vị. Pazuzu rất giỏi trong việc thay đổi ma lực của mình thành tính chất của quái vật. Lớp vỏ ngoài của nó được tạo lên hoàn toàn từ ma lực tỉ mỉ đến từng chi tiết. Lloyd mới học mà đã thành công tạo ra được một bông hoa có cả màu và mùi. Trở lại với cuộc chiến không cân sức, con quỷ bị Sinpha bón hành ngập mặt. Sinpha dùng một kiếm đã mạnh rồi, giờ cô chơi xong kiếm không biết sẽ thế nào đây. Quan sát Sinpha nãy giờ, con quỷ đã phát hiện ra điểm yếu của cô là Lloyd. Nó liên tục nói xấu Lloyd để Sinpha mất tập trung rồi chớp thời cơ cắn trộm. Con cờ hó này từ lúc đánh nhau đến giờ xúc phạm hoàng tử hơi bị nhiều. Sinpha sử dụng tuyệt kỹ lưỡng long thăng thiên, lớp vỏ ngoài của con quỷ thăng thiên luôn. Cô bồi thêm một đòn nữa, con sói lúc này đầu một nơi thân xác một nẻo. Thừa thắng xông lên, Sinpha tung liên hoàn chém con quỷ bất lực không thể phản kháng. Đây là Sinpha khi chiến đấu nghiêm túc sao? Trời ơi, mạnh vãi cả linh hồn. Sinpha tuyên bố đây chính là cái kết của những kẻ muốn động vào hoàng tử Lloyd. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Còn chân chưa lên nữa, comment, like và subscribe kênh của chúng mình ở ngay bên dưới video để có thể xem được nhiều review anime hay và hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.